Chào các bạn ạ. Ốc cá gì đấy? Trang ở lên theo bài luôn. Trời ơi, xéo lại mà nó cũng quất nó mới ghê chứ. Là sạch à? Ừ, anh xéo lại nó cũng quất nữa. Chứ anh chưa có ấy gì hết trơn á. Nguyên bầy đó luôn á. Con mồi câu trong câu cá này. Đánh gì về ghê gớm lên Tuấn. Chú anh kéo không luôn á, nó lại nó đang kéo mồi luôn.
Con mồi gì đây? Mồi gì để ức chế được anh Tuấn đây? Dính cá xong anh phải chịu nó lại cái nữa cho nó dính sâu luôn cái nữa cho nó bung quá. Có nó dính cục chì mà mình không có chịu lại nó bung lưỡi. À, sao đổi ngôi à? Chết rồi.
kia kéo lớn ghê chứ. Ồ, hai cái điện thoại đã vô dụng. Tìm rửa cá đâu, bỏ đâu rồi. Tìm rửa cá đâu rồi. Nè, nó gỡ lưỡi vậy. Mở trong rõ, trong rõ, mở rõ. Cá cuốc luôn đâu đây. Trang luôn hay gì vậy? Hướng đầu cầm rồi. Anh nhẹ quá giống cá sông quá. Mm.